Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lâm Monai. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để chờ video mới nhất của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một con app câu cá kiếm tiền rút về ví PayPal nhé. Thì khi các bạn đăng ký là các bạn nhận nhận ngay cho các bạn là được hai đô rồi và min rút của nó cũng rất là thấp, chỉ có hai đô thôi nhé. Thì con app này nó mới ra thôi thì mình cũng chưa rút được tiền Thì mình làm video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chơi sau khi mà rút được tiền ấy, các bạn hoặc là mình rút được tiền Mình sẽ lấy cái đó làm bằng chứng để làm video tiếp theo cho tất cả các bạn nhé Thì bây giờ mình sẽ vào và mình sẽ hướng dẫn Thì đầu tiên các bạn sẽ lên xét và cho mình cũng như là App Store Rồi các bạn sẽ ghi cho mình cái từ là Fit for card ra nhé thì tí nữa mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả. Những bạn nào chơi thì các bạn chỉ cần ấn vào link cho mình là các bạn có thể cài đặt hoàn toàn là miễn phí nhá. Thì đa số những con app mà mới ra thì nó rất là uy tín các bạn ạ. Đấy thì các bạn cứ lên chơi cho mình Ngày trước thì những bạn nào mà hay chơi cái con app mà câu cá Thì các bạn cũng biết được cách chơi và cách rút tiền của nó rồi nhá Đây thì bây giờ là mình sẽ vào cái con app này Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi này Sau khi các bạn mở con app này ra Các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt cho mình Mình thì mình đã cài đặt rồi Thì bạn nào chưa cài đặt thì các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt cho mình nhá Thì hiện tại lượt tải xuống của nó chỉ có 1.000 thôi nhá Bởi vì nó mới ra Mình nghĩ là đa số những con app mới ra thì nó rất là uy tín nha các bạn nhé rồi các bạn sẽ cài đặt cho mình này Thì mình cài đặt rồi bây giờ mình sẽ mở cái con app này lên và hướng dẫn các bạn là cách chơi nhá thì cách chơi của cái con app này nó cũng rất là đơn giản thôi Thì nó cũng giống như mấy cái con app câu cá mà ngày trước những bạn nào mà đã chơi rồi ấy, Thì nó rất là đơn giản Khi các bạn đã đủ điều kiện của nó thì các bạn có thể rút tiền hoàn toàn là miễn phí nhá Và min rút của nó cũng rất là thấp, chỉ có hai đô thôi Sau khi các bạn mở cái con app này lên thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện cực kỳ là mới như này nhá. Các bạn đã nhận ngay cho các bạn là được 50k đồng xu này rồi. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần con mèo trên này cho mình này. Đấy, ấn vào phần hình đầu mèo cho mình này. Các bạn có thấy hình trái tim chưa? Các bạn ấn vào phần hình đầu mèo này cho mình. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần bên dưới là input invercode này cho mình để các bạn nhập cái mã code. Các bạn phải nhập cái mã code này vào thì nó mới hiện lên cái uh, số đô PayPal của các bạn nhé Bạn mà không nhập cái mã code này vào thì nó sẽ không hiện cái đô paypal của các bạn nên Nên là các bạn phải nhập cái mã code này vào cho mình Các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code là P này Nhớ là viết hoa nhá P2P này ZU3D cho mình nhá ZU3D này Đấy các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code này vào Ui chết rồi P2P này ZU3D này thì với mã code này mình để ở bên trên màn hình của mình nhá các bạn chỉ cần ấn vào là các bạn có thể nhận được hai đô hoàn toàn là miễn phí các bạn mà không nhập vào là các bạn không hiện lên số đô và các bạn cũng không nhận được hai đô nhá ok mình sẽ ấn vào phần ok này ấn vào phần get này rồi khi các bạn nhập mã code là các bạn đã nhận ngay cho các bạn là được hai đô rồi các bạn sẽ ấn vào phần cá lóc này cho mình này để các bạn nhận hai đô cho mình nhá thì ở đây là cái phần mà các bạn có thể đi tuyển dép hoặc là các bạn gửi cái mã cốt cho người ta để người ta nhập cái mã cốt của các bạn vào nhá rồi bỏ qua phần này nhá thì ở đây nó có rất là nhiều phần các bạn có thể câu cá này cho mình này đấy ở đây có rất là nhiều, nhiều cá các bạn chỉ cần kéo cái móc câu càng dài các bạn câu được càng nhiều cá này đấy thấy chưa thì công việc có rất là đơn giản thôi chơi game rất là hay các bạn chỉ cần câu cá này các bạn muốn câu con cá nào thì các bạn chỉ cần kéo cái móc này vào cho mình nhá vào một con cá nào bất kỳ cho mình này đấy thế thôi như vậy các bạn đã lên level hai rồi nhá ở đây có rất là nhiều phần, bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng phần một. Đấy, lên level 2 là được nhận thêm mà 3 đô chấm 49 rồi. Thì tổng hiện tại là khi mình chơi và mình đăng ký là mình đã nhận được hơn 5 đô rồi nhá. Thì ở đây có cái phần PayPal này, đây là cái phần rút tiền nha các bạn nhá. Thì ở đây min rút của nó là 2 đô này, các bạn sẽ ấn vào phần 2 đô này cho mình này. Ở đây thì nó có bạn nó bắt các bạn là phải online trong vòng 3 ngày này và câu được 400 con cá và cái max level vàng ấy của các bạn là phải level 40 nhá. Hôm nay trong vòng 3 ngày này câu được 400 con cá và max level 40 thì các bạn sẽ rút được 2 đô này nhá, hoàn toàn là miễn phí thôi. Ở đây nó có rất là nhiều mức này, từ 2 đô này cho đến 5 đô này, 8 đô này, 10 đô và 15 đô, cái cao nhất của nó là 20 đô nhá và có cái đặc biệt nữa là các bạn có thể rút được 100 đô ở đây. Hiện tại thì mình đang có là 5,49 đô. Khi các bạn đủ 100 đô thì các bạn sẽ rút ở cái phần này nhá. Đấy, phần go to ram này cho mình này. Rất là hay luôn. Ok chưa? Hoặc là các bạn có thể điểm danh hàng ngày cho mình này. Ấn vào phần AD này. Đấy. Ở đây các bạn sẽ xem một cái video cho mình này. Xem hết cái video này thì các bạn sẽ lại nhận được đô tiếp nhé Thì hàng ngày các bạn chỉ cần vào câu cá cho mình Câu từ 10 cho đến 20 con Đấy, hoặc là các bạn có thể điểm danh hàng ngày để các bạn có thể nhận đô hoàn toàn là miễn phí. Khi các bạn đủ điều kiện thì các bạn có thể rút tiền về nhá Các bạn chờ một lúc để ghi video này nó hết á. Thì mình sẽ ít nó ra và mình sẽ review tiếp cho các bạn những cái phần tiếp theo nhá Thì nó là một con app rất là mới. Nên là mình sẽ hướng dẫn cùng các bạn à tham khảo các bạn nào có hứng thì chơi với mình nhé khi mà mình đã rút được tiền rồi thì mình sẽ lại làm video lại làm video cho tất cả các bạn tiếp rồi sau khi các bạn mình đã nhận được tiền tiếp này ở đây có phần uh, Micram này đây là cái phần điểm danh hàng ngày này để các bạn hãy nhận đồ tiếp nhá rất là đơn giản thôi các bạn có thể câu cá này điểm danh này đủ điều kiện thì các bạn có thể rút tiền nhé và cách câu cá thì nhiều bạn cũng đã biết rồi các bạn chỉ cần kéo cái dây thật dài xuống câu chọn cho mình những con cá nào mà nó lạ nhất và mới nhất nhé. Rồi chờ một lúc nhá. Vì điểm danh này các bạn phải xem quảng cáo của nó nhé Bạn nào không xem quảng cáo là sẽ không điểm danh được Ok chưa Đấy toàn rút 10 đô này Rồi x ra, ra này Đấy lại nhận được 2,63 đô này Đây có cái phần đập trứng này nhé Hạng ngày Một ngày nó cho các bạn là 6 cái quả trứng này Thì các bạn sẽ đập hết cho mình Để các bạn nhận đô nhé ấy rất là hay luôn này. Đấy lại nhận được thêm 1,71 đô nữa này. Còn một quả nữa này. Những cái quả này các bạn lại phải xem video của nó này. Đấy các bạn chờ một lúc nhá. Thì một ngày nó cho các bạn là 6 quả trứng thì các bạn đập hết 6 quả trứng này đi thì các bạn sẽ nhận được hết đô ở trong đó. Thì ngày ngày hôm sau này nó lại cho các bạn thêm 6 quả trứng nữa và các bạn sẽ vào điểm danh cho mình. Sau cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách câu cá này. Ok, ấn vào clear này Thì còn 4 quả nữa thì tí, tí mình sẽ ấn vào sau nhé Bây giờ mình sẽ ấn câu cá này Ví dụ mình câu con cua này, mình sẽ kéo cái móc dài xuống này Đấy, lại lên level 3 rồi Và cái level này như nào Thì vào cái phần rút tiền mình cũng đã hướng dẫn rồi nhé Ví dụ đây là level 3 này Đấy, lại nhận tiền tiếp này Nhận tiền liên tục các bạn Các bạn chỉ cần lên level là các bạn lại nhận được tiền rồi Chỉ cần lên level là các bạn đã nhận được tiền rồi nhé hoặc là các bạn điểm danh đập trứng ở đây có rất là nhiều phần các bạn có thể kiếm được tiền nhé rồi ok đây cái level 3 này nó có quan trọng như thế nào các bạn sẽ ấn vào phần rút tiền này cho mình này ấn vào phần 2 đô này thì hiện tại nhá mắc level 3 này Đấy, mắc level 3 trên 40 nhá và hiện tại mình đang câu được 5 con cá rồi nhá 5 con cá trên 400 con này Và mình đang online trong vòng là một ngày Khi mà mình đã đủ min thì mình sẽ rút hoàn toàn là miễn phí được hai đô về Và những con app mà mới ra hoặc là câu cá như này Thì mình đảm bảo các bạn rất là uy tín nhá Ok chưa Rồi Thì câu cá rất là đơn giản thôi Thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn Các bạn chỉ cần kéo cái móc này cho mình này Đấy câu một phát thì được gần chục con luôn này đây chỉ cần kéo như này không Rất là hay không Đấy, giờ này lên ever 4 luôn này. Bạn nào còn chưa hiểu và chưa biết cách chơi của cái con app này thì các bạn sẽ kết bạn Facebook với mình và mình sẽ hướng dẫn nhá. Ok chưa? Đây là một con app rất là mới. Thì các bạn sẽ tham khảo và các bạn sẽ chơi cho mình. Ok. Thì video của mình kết thúc tại đây nhá. Thì bạn nào chưa hiểu hoặc là chưa biết cách chơi thì kết bạn Facebook với mình. Ok thì xin chào tất cả các bạn nhá.